Xin chào tất cả các bạn đến với Lọc Lại. Hôm nay mình xin những các bạn đàn tác phẩm Còn Tuổi Nào Cho Em. Trong cuốn giáo trình tuyển tập nhạc bất hủ Việt Nam soạn cho piano tập 1, các bạn có thể đăng ký một quyển để tiện theo dõi bài tập ở nhà. Mình sẽ hướng dẫn các bài trong này để các bạn theo dõi bài tập nhé. Trong sách thì được soạn như thế này, đó có cả khóa pha, khóa son và phần hợp âm. Và đặc biệt là có thêm lời bài hát để các bạn có thể hát luôn. Những bạn yêu thích hát thì cũng có thể hát nhé. Phần hợp âm để các bạn đàn trên đàn organ keyboard hoặc các bạn đàn theo kiểu cover đều được nhé. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô bài ha. Mua sách các bạn liên hệ trực tiếp cho mình ha. Các bạn nhận sách qua đường bưu điện và file MP3 đàn mẫu thì các bạn nhận qua email. Rồi mình sẽ đàn qua câu intro các bạn nghe nè. Bài này được biệt mình viết ở dòng la thứ ha. Đó là câu intro ha. Rồi các bạn tập tay phải này. La mi si mi do mi re do si la fa si la re. Hai. La son fa fa mi la mi re do si. Rải. Re son thăng si. Đó như trong bài nhạc về thăng si. Rồi tay trái la thứ các bạn rải. La mi la đô la mi la mi la đô la mi. Rê thứ rê là rê fa rê là rê là rê fa rê là fa trưởng fa đồ fa la fa đồ fa đồ fa la fa đồ. Liên ba đơn là một phách là ba nốt nó liên tục với nhau hoàn liền với nhau nè. Đó, điệu sơ rock là đàn theo kiểu này thông dụng các bạn ha. Đàn về là mi rồi ghép này la la mi si mi do mi re do si la fa si la re. Hai. La son fa fa mi la mi re đô si. Đó rải. Đó câu intro chỉ có 3 ô nhịp thôi các bạn ha. Các bạn cố gắng tập thật đều nhé. Tập đi tập lại thật nhiều thật đều là các bạn mới ghép nhé. Rồi bây giờ vô phần lời. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều thu chiều nay ha. Rồi mình sẽ đàn mẫu. Tiên ha. Rồi bây giờ vô các bạn tập tay phải nha. Mi la si do si re son la son thăng quen son la mi si mi re do si la do mi la rải la do thăng mi la rải nhanh la son fa mi re la mi la fa la son fa mi re nhịp re 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 do si mi la do do si la son si mi mi la si do si re mi re do re mi la do la re do si mi. Đó rồi tay trái hợp âm cách kiểu rải như là ở trên các bạn đã rải rồi ha. La thứ la mi la do la mi la mi la do la mi. Có la bảy thì các bạn rải la do thăng mi son. Đó rê thứ rê là rê fa rê là rê là rê fa rê là mi trưởng mi si mi son thăng mi si mi son thăng mi si. Đó
rồi bên kia la thứ và rê thứ à, như cũ, cách rãi như cũ. Rồi bây giờ ghép nè. Tuổi nào mi la mi la si do si re son la mi si mi do mi re do si la do mi la son fa mi re la mi la fa la son fa mi re nhịp re 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 do si mi la do do si la son si mi mi la si do si re mi re do re mi la do là re do si mi. Rồi lặp lại. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai. Rồi mình thể đàn tiếp. Mi la si do si re son la mi si mi do mi re do si la do mi la son fa mi re là mi là fa là son fa mi re do si mi la do do si la son si mi mi la si do la re Do si la. Qua lần hai ha. Rồi các bạn nhìn lần hai. Re Do si la. Rồi tiếp tục phần do em xin tuổi nào ha. Rồi tập tay phải luôn. La la son la son fa mi mi la do do la mi mi son la son la 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 son la son fa mi mi la do do la re re mi si si la mi mi la si do si re son la. Đó tới đó thôi, còn cái phần kia tuổi nào ngồi khóc tiền đã nghìn thu thì nó giống hai câu đầu đã đàn rồi mà. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều phai đó các bạn ha. Đó thì nó chỉ khác lời thôi, nó lời thứ ba thôi. Rồi tiếp tục tay trái. Em xin tuổi nào. La bảy các bạn cũng đã tập ở dòng trước rồi. La đô thăng mi son rê thứ la thứ. Đó bài này chỉ có vòng hợp âm như thế thôi. Các bạn tập được những dòng trước thì dòng sau các bạn sẽ đàn được ha. Rồi mình sẽ ghép luôn nhé. Em xin tuổi nào. Nghe từ chỗ. Ô tiếp. La em xin là đô
Đó, đây là kiểu mà DS encoder thì các bạn lặp lại ở đầu á, đầu bài có dấu hồi tống đó. Đây thì các bạn tự lập, bây giờ mình sẽ đàn cái dấu cô gia này, tháng năm mong chờ xuống ở dưới. Tháng năm si la si đô đê, đê đô si la, rồi tiếp đô si mi la, thì nó lặp lại những cái câu mình đàn thôi. Sẽ đàn luôn các bạn nghe ha. Đê đô si mi la, đô đô si la, son si mi, mi la, si đô si rê. Đó, các bạn thấy dấu chấm lưu không? Các bạn kéo dài cường độ tùy ý nhé. Bạn đàn xong tác phẩm Còn tuổi nào cho em, một sáng tác của cố nhạc sĩ Tình Thông Sơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.